chuẩn bị tận cảnh lắp cho em trai cái tay nhân cầu, đúng rồi, chuẩn rồi chú ơi, chuẩn đấy, như đấy đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Đây đang chuẩn bị lắp cho đồ, phun đồ cho chiếc xe của em trai các bạn nhá, Hyundai X8 đây các bạn này. Đây, Hyundai X8 đây các bạn, Hyundai X8 đó, Hyundai X8 đây các bạn này. Đây đang tận cảnh chuẩn bị lắp cái tay nhân cầu và tí mình sẽ lắp một số đồ chơi nhá. Chiều hôm qua thì mình có đây cái vị trí mình sẽ bắt này các bạn này. Các bạn lắp tay công cầu các bạn này, đánh dấu cho mình cái vị trí này các bạn này. Đó là chúng ta khoan các bạn nhé. Các bạn thấy không? Đây là chiếc xe Hyundai X8 mới đét của em trai các bạn này. Đây, xe Hyundai X8 mới đét cũng là bản đủ các bạn nhé. Đó, các bạn đang ngắm toàn cảnh chiếc xe Hyundai X8 bản đủ. Đây, cũng giống như các lần khác thôi. Thì mình sẽ khoan. Khoan tạo mũi trước các bạn ạ. Tạo mũi để cho nó đỡ trượt. Khoan bằng cái đinh bằng mũi khoan này các bạn này. Đó. Các bạn khoan xoay xoay cái mũi khoan các bạn. Ngoáy ngoáy ngoáy. Đấy đúng rồi. Đấy các bạn khoan thủng các bạn nhá. Khoan thủng các bạn thấy không? Cho khoan này, khoan thủng hai lỗ. Tí mình sẽ quay cho các bạn xem toàn bộ cái vị trí các bạn bắt nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ dùng đinh bút dán. Chúng ta xoáy nó vào các bạn. Bắn thẳng tay các bạn. Không là bị chéo á. À, ta sẽ bắn thẳng tay các bạn nhé. Đó các bạn bắn thẳng tay. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, chúng ta bắn thẳng tay các bạn nhé. Không là các bạn sẽ bị chéo ốc. Đó, sau đó chúng ta xoáy ra thôi. Rất là đơn giản luôn. Con dời con trâu chúng ta đều làm như thế các bạn nhé. Ok đấy. Rút như thế thôi. Đây các bạn nhìn này. Rút này. Đó, các bạn cầm cái kim các bạn bóp rút. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Đây, các bạn thấy không? Đó, sau khi rút xong thì chúng ta sẽ bôi một chút keo silicon. Đấy, thế là đẹp luôn các bạn nhá. Đây mình quay sát cảnh cho các bạn xem. Để vòng tròn ở chân này, đấy, để cho nước ở đấy trôi vào trong ấy. Nước mà không trôi vào trong được. Đó, đúng các bạn thấy không? Thế xong chúng ta bắt gương thôi. Bắt gương thì chúng ta lại lắp, bắt vít rồi, bắt như bình thường. Đó các bạn thấy không? Rất là led luôn nhá. Xong ngay gương cầu các bạn nhá, giờ đến lượt dán, bảo đảm một chút dán thôi. Sợ mưa, nước ăn không. Đây hôm nay thì làm phun đồ chơi chiếc xe mà đúng không trời mưa các bạn. Đây các bạn nhìn này, thế là xong rồi các bạn nhá. Các bạn nhớ là trong hai con long đen này. Đây là một trong những cái tay gương cầu zin nha các bạn nhá, lắp đúng zin theo xe luôn. Ok, thì bây giờ lắp cái đồ chơi này thì nó cũng giống như tất cả các xe mình làm thôi. Thì mình sẽ để cái máy quay vào một vị trí nhá các bạn nhá. Thì các bạn cái quan sát toàn bộ nhá. Đấy, thì đây là về che mưa này các bạn này. Đó, đây là về che mưa. Thì xin phép là mình sẽ để cái máy quay ở cái góc này cho các bạn xem toàn cảnh cái công đoạn là làm đẹp chiếc xe. Đấy, cái đồ chơi này thì nó cũng đơn giản thôi. Thì giống như các trai cái bộ hộp chụp lắp trước các bạn nhá. Đây các bạn này, đây là đang lắp bộ chụp lắp trước của Hyundai X8 này các bạn này. Đó, chụp lắp thì chúng ta sẽ tháo hai con ốc này, con ốc lắp ra bằng tầm T10 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ ụp 5 con ốc tắc kê vào đây. Đây là ốc tắc kê e-lock các bạn nhé, không e-lock, sorry các bạn. Đây là chụp tắc kê jack 27 của lắp X8. Đấy, các bạn thấy không? Và sau khi đó chúng ta lắp xong rồi chúng ta sẽ ụp vào cân giữa như này. Đó, ok chưa các bạn? Đấy. Đây là đang lắp chụp lắp chứ các bạn nhé, chụp lắp và chụp ốc tắc kê. Rất là đơn giản luôn. Lắp vào này thì các bạn có thể lắp ở nhà, không cần phải ra hàng. Anh em có thể tự lắp lấy ở nhà. Bên mình đã để đầy đủ ốc nhà ấy sẵn sàng anh em về nhà bắt rồi. Đó, các bạn thấy không? Đấy, sẽ đặt cân tay cho mình thôi. Là xong nha các bạn nhá. Đây các bạn. Mình đang cay tận cảnh cho các bạn này. Đấy, đằng sau là em trai sẽ lên bộ ốp mâm. Ốp mâm,
Em mình lên ốp mâm hoặc là lên đa răng. Em không muốn lắp, em muốn lắp ở trước. Chung tay ốc dài thôi, ốc dài, chung tay ốc sau. Lấy ốc dài hơn. Lấy ốc nhà mình ấy, ốc nhà mình là ốc 6 đấy. Ốc nhà mình là ốc 8 đấy. Lấy ốc dài hơn, đây. Mình đang quay cho các bạn tình cảnh nha. Bộ chụp ốc trước này các bạn này. Đó, mình đang quay tình cảnh cho các bạn xem nhá. Con ốc nó dài hơn một chút thì bắt nó đẹp hơn. Đó, các bạn đúng rồi vào. Còn là các bạn bắn thôi. Bắn đúng cái lỗ là được. Đấy, các bạn thấy không? Chúc chúc quan được thì lứa chúng ạ. Quan được thì đéo. Đấy. Đó, rồi cân là được chúng ạ, cân là được. Đấy. Ok nha các bạn nha. Thì đó mình sẽ cầm cái lục giác mình vặn lại cho nó chắc. Bây giờ mình sẽ bắn tay, bắn súng thôi. Đó, tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy không? Đây, quay như thế ngoài nó sẽ như thế này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Quay ngoài nó sẽ như thế này. Làm bên lái các bạn nhé. Bên lái chúng ta cũng sẽ chuẩn bị như thế thôi. Đây các bạn này. Khi bắn vào thì hai bên khe nó sẽ hở ra như này. Nó sẽ hở ra một lúc như này. Hở ra như này các bạn này. Thì các bạn sẽ ở đây như này này, các bạn sẽ để nó ở nhà thì các bạn rửa chữa thoải mái các bạn nhé. Các bạn có thể vệ sinh lau chùi thoải mái luôn, xịt vào bên trong cho nó sạch sẽ, không sợ đóng cát bên trong được. Đây, chùi tắc kê đây các bạn đóng chùi tắc kê này. Đấy, con này nó bằng nhựa các bạn nhá, các bạn đóng thoải mái và rút ra thoải mái luôn. Không phải đấy ạ. Đó các bạn thấy không? Rất là thoải mái luôn. Ok cho các bạn. Đấy, sau đó chúng ta cầm cái T10 chúng ta tháo các bạn nhé. Ta cầm cái T10 chúng ta tháo các bạn này. Chúng ta tháo hai cái nóc này ra các bạn ạ. Đó, chúng ta tháo nóc này ra. Đây là chúng ta tháo đây, chúng ta bắt cái bát ốc vào đấy các bạn. Đấy các bạn thấy không? Rất đơn giản thôi đúng không? Nói chung là lắp mấy cái đồ chơi đơn giản các bạn ạ. Các bạn không phải chế cháo đâu. Các bạn làm đúng như mình đang làm cho anh em thôi. Rồi chúng ta cầm lại xoáy. Cái bát này là mình đã làm sẵn rồi, anh em chỉ được xoáy bao nhiêu cũ thôi. Đó các bạn thấy không, không cần phải chế cháo nhá, một phát là vừa luôn các bạn nhá. Đây đây, đằng sau khoan, đằng sau khoan đấy. Đó, các bạn bắt nhà. Các bạn cứ đặt cân cho mình là được thôi các bạn nhé. Đặt cân là được. Còn nó sẽ hở một hai le gem ở trong này là để cho cái quá trình các bạn chạy ấy, nước nó không cát, đất cát nó sẽ không bám vào trong. Nhà mình không làm khít. Mình làm khít thì sẽ có tình trạng là đất cát nó sẽ trôi vào trong. Và mình sẽ làm hở một hai le gem. Vì nó bị chạm vào, thứ nhất là chạm vào tắc kê, nó sẽ tì cân các bạn nhé. Đây các bạn này, nó sẽ kênh lên cái tắc kê này. Đấy, ok. Rồi. Đấy, đây xong các bạn nhá. Khóa đốt cho bộ đèn hậu chúng ạ. Bảo bạn móc móc đèn hậu đấy, có. Bạn dán đèn hậu nữa. Đây các bạn này. Đây là xong các bạn nhá. Đấy, quay tình cảnh này như thế này. Đấy, mình đang quay toàn cảnh cho các bạn xem. Đi sát cho các bạn xem luôn. Đây, còn đây là xa các bạn nhé, xa này, đấy như này, đây là ngang này các bạn này, mình quay cho các bạn các tư thế các bạn xem luôn, ok,
Đó, rồi thì mình đã tiếp tục làm, bây giờ mình tiếp tục làm chiếc xe của em trai nhá. Rồi bây giờ đến bộ đèn hậu, đỗ đèn hậu các bạn nhá. Đấy, đèn hậu thì trong đấy thì nó có rất nhiều những thứ lặt vặt nhỏ nhoi. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi mình là cái ốp đèn xi nhan trước cánh cửa này này. Đấy là có bán lẻ không, nhưng mà nó không bán lẻ các bạn nhá, mà nó đi theo cái bộ ốp nội thất, à bộ bộ đèn hậu nhá. Đèn hậu này bao gồm đèn hậu, đèn xi nhan cửa và mấy cái đèn xi nhan nhỏ nhỏ nữa cơ. Hàn Quốc là có nhưng Việt Nam mình thì cắt bớt thôi. Thành ra là đây các bạn đang xem tột cảnh bóc cái bộ ốp đèn hậu đấy các bạn này. Đấy, đây là bộ ốp đèn hậu các bạn nhá. Ốp đèn hậu thì nó sẽ bao gồm là bốn cái đèn sườn và hai cái đèn cánh cửa và hai cái đèn hậu đằng sau xe. Đây các bạn sẽ xem toàn cảnh mình dán ốp đèn hậu nhá. Ở trước là mình làm cái bộ này mình bán rất là nhiều rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội mình dán. Hôm nay là bộ đầu tiên mình dán tại cửa hàng các bạn nhé. Còn mình bán rất là nhiều cho anh em nhưng mà mình chưa có cơ hội dán cái bộ này, vì đa số anh em là làm thùng bệ là người ta hàn cái bảo vệ đằng sau cái đèn hậu ấy. Thành ra là mình toàn bán cho xưởng thôi chứ mình không bán trực tiếp lại cửa hàng mấy cái đèn này, toàn gửi cho anh em thôi. Đây đèn hậu đây các bạn nhé. Đó đây, cảm ơn các bạn này. Đấy, nó sẽ có một số những cái mà nó sẽ có một số những cái các bạn nhé, nó sẽ một số những cái ở trong cái bộ này mà bên ngoài không có. Đây đèn hậu nha các bạn nhé. Đấy chúng ta đấy chơi nào, em cầm giúp anh với, cầm giúp anh cái này không rơi chết ở đấy. Siêu phẩm các bạn nhé, hôm nay các bạn xem dán đèn hậu này. Đấy mình bán rất là nhiều nhưng hôm nay thì lần đầu tiên thì mình dán cái bộ này ở cửa hàng các bạn nhé. Đấy các bạn thấy đẹp không, mọi thứ thì nó đều có sự chính xác đến hoàn hảo các bạn nhé, nó sẽ chính xác đến hoàn hảo các bạn ạ, vì cái đồ chơi của Auto Clover cả hàng Kyodong này nó làm chính xác đến hoàn hảo các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không, một khi mà anh em đã chơi rồi thì là phải hết mình luôn đúng không các bạn. Đấy, các bạn thấy không, trông nó rất là nhỏ nhoi thôi nhưng mà đúng là mình phải nói là một chiếc xe thì nó không khác gì là một ngôi nhà. Khi các bạn sắm cái tivi rồi thì kiểu gì các bạn cũng phải sắm cái kệ tivi rồi là tiếp tục sắm những cái món đồ chơi khác đó các bạn thấy không. Đèn xi nhan này giá nốt các bạn nhá, rất nhiều anh em hỏi mua cái đèn đèn ốp đèn xi nhan nhỏ nhỏ này nhưng mà không có, nó đi theo bộ các bạn. Quá đẳng cấp luôn. Không, kiểu kia chứ, kiểu kia chung, kiểu kia. Không, lồi vào trong, lồi vào trong. Đấy, chuẩn chắc rồi, sai sao được. Thế á, ta thử ấn lại nha. Nhờ. Đúng là mình à. Con đường già rồi các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Đây đang dán bộ đèn xi nhan cánh cửa các bạn nhé. Đấy, rất là hay luôn các bạn, nhìn nó khác hoàn toàn so với cái đèn của Hyundai HD các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy, đây là ốp nha các bạn nhá. Anh có đèn máy bay 12V không có em trai ạ, nó toàn 24 thôi. Cái đấy không có 12 đâu. Đây chúng ta sẽ gắn vào bên này. Hôm nay thì thiếu nhiều đồ của em trai quá các bạn ạ, tay mở cửa gạt mưa thì mình hết sạch, mai cái hàng chiều nay hàng mới về. Đó ok nha các bạn nhá, quá tuyệt vời luôn. Đấy là xong nha các bạn nhá. Đó thế là cuối cùng thì mình làm xong cho em trai rồi các bạn. Đấy các bạn thấy thế nào, ok không các bạn? Nếu các bạn ok thì các bạn hãy cho mình một like nhá và nhớ subscribe kênh của mình các bạn nhá. Các bạn nhớ chia sẻ và subscribe kênh của mình nhá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều chưa đến đã theo dõi cái livestream này của mình. Còn gì đâu em nhỉ? Hết rồi. Sau thì mình đã làm xe cho em trai xong các bạn nhá. Còn thiếu rất là nhiều đồ của bạn ấy, mình hẹn bạn ấy chuyến sau. Mình ra mình làm lốt. Đây. Ừ, đây em chuyển khoản cho anh vào các bài thu các bạn nhá. Sau khi một lúc xong thì đã làm cho bạn ấy xong các bạn nhá. Đấy thì mình quay lại toàn cảnh cho các bạn xem qua này. Đó từ A đến Z luôn các bạn nhá. Đấy, hôm nay thì còn thiếu nhiều thứ, thiếu 3 món chính. À thiếu 4 món, mặt ca lăng rồi cần gắn mưa tay mở cửa, chiều lai hàng mình mới về được. Thành ra là mình hẹn bạn ấy chuyến sau thì hôm sau mà có làm tiếp thì mình sẽ livestream cho mọi người xem nhá.
Đấy, hôm nay thì tổng kết lại thì đã làm rất là nhiều cái nhiều món khá khá các bạn ạ. Thật ra đồ chơi X8 thì nó cũng rất là không có nhiều đồ. Nó cũng chỉ quay liền lại tầm khoảng 7 8 món đồ thôi, nhưng mà toàn là đồ chuẩn hàng hãng các bạn nhé. Đấy, có thể anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này cho mình nhé các bạn nhé.